Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm món cơm gà bằng gạo Ấn Độ nha. Nguyên liệu chúng ta sẽ bao gồm là ức gà thái nhỏ, lạc hay còn gọi là đậu phộng, hành tím băm, một ít ớt ngọt đỏ vàng xanh tùy mọi người nhé. Và đặc biệt là không thể thiếu gạo Ấn Độ được. Gạo này thì nếu chủ mọi người không có thì chúng ta sẽ lên Shopee để đặt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào nấu thôi. Ức gà thì chúng ta sẽ trộn cùng cần nó bột nghệ và một ít dầu ăn, ướp khoảng 15 phút. Chờ dầu sôi thì chúng ta sẽ cho lạc, hành tím, ớt vào đảo chín. Sau cùng thì chúng ta sẽ cho gà vào đảo đến khi thịt săn lại là được. Nếu mọi người có thể ăn được cay thì tùy theo khẩu vị chúng ta sẽ cho thêm ớt vào nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho dầu vào, hành vào phí, cho cơm đảo sơ qua. Cuối cùng chúng ta sẽ cho gà vào, trộn đều. Vậy là đã hoàn thành món cơm.